Kính chào khán giả và các bạn đang theo dõi kênh Cuồng Bóng Đá Việt Nam. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ cho ekip của chúng tôi. Và sau đây là những thông tin cực nóng về cầu thủ Quang Hải đang thi đấu tại Pau FC Pháp. Hủy diệt Nepal 5-0, tài năng trẻ U17 Việt Nam phát biểu một câu khiến huấn luyện viên U17 Thái Lan run bần bật. U17 Việt Nam đã có được chiến thắng tưng bừng trước U17 Nepal ở lượt trận thứ 2 bảng F vòng loại U17 châu Á 2023. Trước khi bước vào trận đấu gặp U17 Nepal, U17 Việt Nam gặp phải sức ép lớn từ đối thủ Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Quốc Tuấn buộc phải giành chọn 3 điểm với cách biệt ít nhất 2 bàn để duy trì được lợi thế trên bảng xếp hạng. Thi đấu trên sân nhà và được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ, U17 Việt Nam nhanh chóng áp đặt lối chơi, không để các cổ động viên trên sân vận động Việt Trì phải đợi lâu. Phút thứ 8, đội trưởng Công Phương đã có một pha xử lý bóng đẳng cấp. Cắt được bóng từ giữa sân, Công Phương đi bóng khéo léo trước khi tung ra cú dứt điểm, hạ gục Samir Chan, mở tỷ số cho những chiến binh sao vàng. Có được bàn thắng sớm, U17 Việt Nam càng chơi càng hưng phấn. Chỉ 4 phút sau bàn mở tỷ số, đội chủ nhà đã có bàn nhân đôi cách biệt. Xuất phát từ pha đá phạt, Bùi Hoàng Sơn đã bật cao đánh đầu tung lưới U17 Nepal. Chỉ ít phút sau, đến lượt Vi Đình Thượng lên tiếng, cầu thủ mang áo số 3 có pha xử lý bóng tốt trước khi dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0 cho U17 Việt Nam. Trước khi hiệp 1 khép lại, đoàn quân của huấn luyện viên Quốc Tuấn có thêm được một bàn thắng nữa ở phút thứ 30 do công của Long Vũ. Tuy nhiên, ở hiệp thi đấu thứ 2, U17 Việt Nam lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Sau khi thay nhiều vị trí trên sân, những chiến binh sao vàng đã gặp bế tắc trong việc tìm đường và khung thành của Samir Chan. Những tình huống tấn công của U17 Việt Nam dễ dàng bị bẻ gãy. Phải đến phút bù giờ thứ 3, đội chủ nhà mới có được bàn thắng thứ 5 khi Văn Danh thực hiện cú volley đẹp mắt tung lưới U17 Nepal. Chiến thắng 5-0 trước Nepal đã giúp U17 Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng F với 6 điểm và hiệu số là cộng 9. Trong trận đấu sắp tới, Thái Lan đánh bại Đài Loan 3-1, qua đó vươn lên dẫn đầu với 6 điểm tuyệt đối và hiệu số cộng 5. Điều này buộc Việt Nam phải thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn trước Nepal ở trận đấu muộn nếu muốn chiếm lại vị trí số 1. Và thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đã làm được nhiều hơn thế. Ngay khi khai cuộc, đội chủ nhà đã dồn lên tấn công và mất chưa đầy nửa tiếng để an bài trận đấu. Phút thứ 7, đội trưởng Công Phương cướp bóng trong chân hậu vệ của Nepal đi thêm 4 nhịp trước khi sút chân trái mở tỷ số. Chừng 5 phút sau, cách biệt được nhân đôi từ quả đá phạt bên cánh trái của Vi Đình Thượng, bóng được treo vào trong cho Hoàng Sơn cắt mặt đánh đầu. Phút thứ 16, đích thân Đình Thượng lập công bằng pha đi bóng loại hai chốt chặn và cứa lòng chân phải hiểm hóc. Bàn thắng thứ 4 của Việt Nam đến ở phút thứ 29 nhờ công của Long Vũ. Với cách biệt an toàn, Việt Nam thi đấu nhàn nhã trong hiệp 2. Huấn luyện viên Quốc Tuấn cũng tận dụng thời điểm này để cho một số cầu thủ ít thi đấu vào sân, đồng thời dưỡng chân cho một số nhân tố quan trọng như Công Phương, Đình Thượng. Các cơ hội vì vậy không đến dồn dập, nhưng trước khi hiệp 2 kết thúc, Việt Nam vẫn kiếm được bàn thắng thứ 5 nhờ cú volley chân trái của Văn Danh trong cấm địa. Nhờ chiến thắng cách biệt này, đội chủ nhà đạt 6 điểm tuyệt đối và hiệu số cộng 9, xếp trên so với Thái Lan cùng 6 điểm và hiệu số cộng 5. Ngày 9 tháng 10, hai đội sẽ trực tiếp đối đầu. Với lợi thế hiện tại, Việt Nam chỉ cần hòa để bảo toàn vị trí dẫn đầu cùng với tấm vé đến vòng chung kết U17 châu Á 2023. Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Quốc Tuấn cho biết U17 Việt Nam có lợi thế cả về cục diện lẫn tâm lý trước đối thủ Thái Lan ở lượt đấu cuối bảng F vòng loại U17 châu Á 2023. Ban huấn luyện có tính toán cho trận đấu cuối với U17 Thái Lan nên chỉ ghi thêm một bàn ở hiệp 2. Chúng tôi muốn tránh chấn thương và thẻ phạt nên đã quán triệt cả đội chơi hiệp 2 thật an toàn. Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Quốc Tuấn giải thích về việc U17 Việt Nam chơi trùng xuống ở hiệp 2 trận gặp U17 Nepal. Tối 7 tháng 10, U17 Việt Nam đã thắng U17 Nepal với tỷ số đậm 5-0. Trong đó, đội chủ nhà ghi tới 4 bàn trong hiệp 1 nhờ các pha lập công của Nguyễn Công Phương, Bùi Hoàng Sơn, Vi Đình Thượng và Lê Đình Long Vũ. Huỳnh Văn Danh ấn định thắng lợi 5 sao cho đội chủ nhà ở phút bù giờ của hiệp 2. 3 điểm có được, cùng việc ghi bàn nhiều hơn U17 Thái Lan 9 bàn so với 6, giúp U17 Việt Nam đòi lại ngôi đầu bảng F tại vòng loại U17 châu Á 2023 từ đối thủ. Sau 2 trận, U17 Việt Nam có được 6 điểm, hiệu số là cộng 9. Thái Lan cũng có 6 điểm, ghi 6 bàn, nhưng để thủng lưới 1 bàn. Trận đấu cuối bảng giữa U17 Việt Nam và U17 Thái Lan sẽ có ý nghĩa quyết định ngôi đầu, tương đương với tấm vé trực tiếp tham dự vòng chung kết châu lục. Giải U16 Đông Nam Á vừa rồi, chúng ta cũng đã thắng Thái Lan 2-0. Nếu hỏi chúng ta có sợ Thái Lan hay không, thì tôi xin khẳng định là không. Huấn luyện viên Quốc Tuấn chia sẻ trước trận đấu cuối cùng với đối thủ kình địch. Ông Tuấn giải thích thêm, chúng tôi đang dẫn đầu bảng F và hiệu số là cộng 9. Tuy nhiên, bảng này sẽ phải bỏ kết quả của đội cuối bảng khi xếp thứ hạng nhất nhì. Chúng tôi có quyền tự quyết, nhưng không đặt nặng chuyện tính toán quá xa vì chúng ta đang thi đấu ở đây thì các bảng khác đã đá xong lượt trận của họ rồi. Cầu thủ hay nhất trận đấu Lê Đình Long Vũ cũng khẳng định anh và toàn đội không sợ Thái Lan.
Ở giải U16 Đông Nam Á 2022 vừa qua, chúng tôi đã thắng U16 Thái Lan 2-0. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ trước vòng loại này nên cũng không hề lo lắng và sợ sệt trước đối thủ, Long Vũ nói. Về việc đây có phải là lực lượng mạnh nhất của U17 Việt Nam hay không, huấn luyện viên Quốc Tuấn cho biết đa số cầu thủ ở lứa tuổi này đều là U15 được chuẩn bị để hướng tới tương lai nên vẫn cần rèn luyện nhiều. Về phía U17 Nepal, huấn luyện viên trưởng Ujan Seretha không giấu được sự thất vọng. Ông cho biết, chúng tôi thua sớm bởi những sai lầm liên tiếp. Dù biết đội chủ nhà mạnh nhưng không hiểu sao các học trò lại mắc nhiều lỗi đến thế. Chúng tôi đã phải điều chỉnh ở giờ nghỉ nên tránh được việc thua đậm thêm ở hiệp 2. Sau 2 trận thua liên tiếp ở vòng loại, U17 Nepal và U17 Đài Loan đã hết hy vọng dự vòng chung kết U17 châu Á. Hai đội sẽ đá trận thủ tục ở lượt trận cuối diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 9 tháng 10. U17 Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp nhau vào lúc 19 giờ cùng ngày. Sau trận thua 0-5 ở lượt trận thứ 2 của bảng F trong khuôn khổ vòng loại U17 châu Á, huấn luyện viên Ujan Seretha của U17 Nepal đã thừa nhận sức mạnh của các cầu thủ U17 Việt Nam. Biết được sức mạnh của U17 Việt Nam sau lượt trận đầu tiên, huấn luyện viên Ujan Seretha đã cho các học trò của mình chơi phòng ngự chắc chắn ở phần sân nhà và chờ đợi cơ hội phản công. Tuy nhiên, sức ép và khả năng tổ chức tấn công của các cầu thủ trẻ Việt Nam đã khiến cho U17 Nepal bị vỡ trận chỉ sau 29 phút đầu tiên và phải vào lưới nhặt bóng đến 4 lần. U17 Việt Nam là đội bóng rất mạnh và trong 30 phút đầu tiên, chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm để đối thủ ghi được nhiều bàn thắng từ sớm. Những bàn thua đều đến từ sai lầm, lỗi cá nhân và cả hệ thống. Tuy nhiên, khi đấu với U17 Việt Nam, chúng tôi để thua nhiều bàn hơn và thi đấu khó hơn so với trận gặp Thái Lan trước đó, huấn luyện viên Ujan Seretha chia sẻ sau trận đấu. Trong khi đó, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn tỏ ra hài lòng với những gì các học trò của mình làm được trong hiệp 1. Tôi hài lòng với kết quả, trong hiệp 2 chỉ có một bàn thắng vì ban huấn luyện có mục đích và tính toán cho trận đấu cuối cùng gặp Thái Lan. Ở hiệp 2, chúng tôi chơi kiểm soát bóng thật đơn giản nhằm tránh tình trạng chấn thương, thẻ phạt và dưỡng sức cho toàn đội. Với kết quả hiện tại, đội U17 Việt Nam đang có quyền tự quyết trước trận đấu then chốt gặp Thái Lan. Với hiệu số hơn hẳn Voi Chiến, U17 Việt Nam chỉ cần hòa ở trận đấu cuối cùng là đủ giành vé đến vòng chung kết U17 châu Á. Cầu thủ trẻ Lê Đình Long Vũ tự tin chia sẻ, U17 Việt Nam từng thắng Thái Lan 2-0 và chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ về chiến thuật. Chúng tôi không cảm thấy lo lắng và một chút sợ sệt nào trước đối thủ Thái Lan. Chúng ta có quyền tự quyết. U17 Việt Nam có sự tính toán nhưng không tính quá xa. Chúng tôi cần tập trung cho trận đấu sắp tới với Thái Lan. Theo quy định của ban tổ chức, 10 đội đầu bảng và 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất vòng loại sẽ giành vé đến vòng chung kết U17 châu Á 2023. Để tránh rủi ro không đáng có, U17 Việt Nam đang phải làm hết khả năng để giành lại ngôi đầu bảng F. Ở bảng đấu này, đối thủ chính của U17 Việt Nam là U17 Thái Lan. Trong hai lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam và U17 Thái Lan toàn thắng trước U17 Đài Bắc Trung Hoa và U17 Nepal. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đang chiếm ngôi đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn. Ở lượt trận ra quân, Thái Lan thắng Nepal 3-0, trong khi Việt Nam đè bẹp Đài Bắc Trung Hoa 4-0. Đến lượt trận thứ hai diễn ra vào ngày 7 tháng 10, U17 Việt Nam tiếp tục giành chiến thắng đậm hơn so với Voi Chiến. Trong khi Thái Lan chỉ có được chiến thắng 3-1 trước Đài Bắc Trung Hoa, Việt Nam đã dễ dàng vùi dập Nepal với tỷ số 5-0. Ở trận đấu này, đội trưởng Công Phương tỏa sáng rực rỡ, chính anh là người cướp bóng và ghi bàn mở điểm cho U17 Việt Nam ở ngay phút thứ 7. Có bàn thắng sớm, Việt Nam thi đấu thăng hoa và ghi liền 3 bàn thắng nhờ công của Hoàng Sơn, Đình Thượng và Long Vũ khi thời gian chưa trôi qua 30 phút đầu tiên. Trong những phút tiếp theo, U17 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhằm giữ sức. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn thay một loạt cầu thủ. Đội bóng áo đỏ chỉ tập trung vào giữ bóng và tấn công cầm chừng. Với sức mạnh vượt trội, U17 Việt Nam đã dễ dàng bảo vệ mảnh lưới. Đến phút thứ 90+3, Việt Nam có bàn thắng ấn định chiến thắng 5-0 sau pha xử lý đẳng cấp của cầu thủ vào sân thay người Văn Danh. Với vị trí hiện có, Việt Nam nắm quyền tự quyết nhiều hơn Thái Lan. Trong trận đấu cuối cùng tại vòng loại, Việt Nam chỉ cần hòa là chắc chắn giành ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Thái Lan buộc phải thắng